Đây rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Ui, có hàng em ơi, có hàng. Ôi, nó tới mình rồi, thỉnh thế. Tôi chết dở rồi. Ui, từ từ bạn ơi, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Bé nào cũng có phần. Ui, hai con nháy à. Em nhìn quả God Rider của mình đi. Ui, ui, nó vẫn là vậy thôi nhưng mà nó đã hơi khác một tí. Ok, ok. Không để em chờ đợi lâu nữa, đây mình sẽ cho anh em ngắm kỹ này. Phán quyết, cái này là của em, của Phú nhá. Phú quay được em ạ, khoe game ở trên group có vẻ là hào hứng lắm. Chắc là cũng là hàng xịn đấy. Nên là hôm nay mình sẽ cùng em review trông nhã ra phép. Ui dồi. Ôi giời ơi. Từ từ. Ôi. Ui, ui, xịn, xịn luôn. Cận chiến. À đây đây đây. À đây rồi, đây rồi. Này này này, em nhìn này. Được chưa, được chưa. Ui, đây chúng ta hả? Ánh lên một ánh mù gọi là vàng, cực kỳ là tinh tế. Nhưng mà thực ra nhìn giống màu cực vậy chứ. Má. Nhưng mà đẹp vậy ạ. Với bộ combo này thì đẹp quá rồi. Sao đâu ấy. Cái mắt nhà trẻ ở chú ý Việt Nam á. Bố thẩm du xong rồi snip ý. Mà toàn và cái mờ là gần đỡ thì méo được, nó cứ tạch 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 tự nhiên bay màu thôi. Để bay qua đây này, nhìn này, một hit này đó, thế thôi được, một phát nữa là chết này. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Ui. Đấy, sạch God Rider phán quyết, sứ giả phán quyết linh nhọ, nghe cũng được đấy chứ. Ok, đây 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 đây. Cầm cái số này lận. Ây ui. Bắn, bắn này, bắn nó đi. Cận chiến này. Ui, thằng cao ta. Nó liếm mất rồi. Ui, em từ đâu đó. Rồi ơi, God Rider. Ôi, không chết kìa. Ôi, thôi được rồi. Cái kia nó làm bộ mình rồi ạ. Ui, mình tự tin với quả. Mình tự tin với quả quá. Ôi, bạn đi đến kia rồi siêu. Cất chế này. Bạn ghê quá anh em ạ. Mình cứ hơi hốt, hơi hoảng rồi đấy. Nhưng mà thôi, với phán quyết trong tay thì bay ngay tại thóc, ôi không chết kìa. À, quả đấy gần chết rồi em ạ, gần chuẩn rồi. Ừ, chết rồi. Cái thêm nó xuống phía toàn rồi. Ui, đau bạn ơi, đau bạn ơi. Ui dồi ôi. Xin đá. Ui, kỳ quay ạ. À đây ơi, thấy bọn lạc rồi. Thấy bọn lạc rồi. Ui, đấy rồi, liếm được ngay. Mình là mình tinh lắm anh em. Mình lùi rồi đúng kia. Lùi nó chấm chuyện luôn ạ. Được phết hả? Sợ này kỹ năng mình cũng đưa tay ấy chứ. Mấy bữa clip trước chỉ là nhát thôi. Còn top anh em ơi. Mày đây. Đợi mày luôn này. Úi dồi ôi. Chết queo luôn. Hai bé. Ui sao các kinh nhỉ. Đúng là vua của vị vua cơ hả? Ui, từ nha. Thằng này biết chơi. Má, kìa không? Nó bắn đi rộng. Cái khoảng cách mà nó lắc chuột nó rộng ấy. Nó bắn khó trúng thật đấy. Ui, mình còn đạn anh ạ. Nhà có điều kiện mà. Đây, nó sẽ vòng qua đây này. Ui. Cứu. À. Ok này. Ui, cơ hội làm hero này. Thôi rồi, mình trốn anh em ơi. Cơ hội thành hero đây rồi.
Bế vào đấy. Nghe đồn. Ui ui, không thành hero nổi luôn. Trong cái phòng này các bạn, thằng nào cũng lắp bâu nó đít, nó không muốn di chuyển bình thường đâu. Sợ thật. Ủa. Kinh quá ba. Kinh quá ba. Lắc đi nó đi. Múa nó đi. Dễ múa nó đi. Má. Có thể kê thật. Có cái xin nhá. Mình đúng. Ôi. Ôi. Kiểu khóc. Chỉ sờ đúng một giây thôi là anh em quay lưng quay đi quay lại. Cái là cả tỷ thằng nó hứng lại. Hứng đít anh em rồi. Và sắp thẳng thân thống bất cứ khi nào luôn. Ghê thật. Mẹ chơi á. Em chơi kiểu đấy áp lực quá. Cái mình đây là top 4 rồi. Ủa mấy top này. Mấy top này hơi khó ấy. Nhưng mình nghĩ lo được. Rồi. Đấy, thằng nào cũng như vượn mà. Nó có bình thường đâu. Hello. Ui. Ôi nó rơi kìa. Ngon. À, thằng này nó bắn đi được nhưng mà nó chỉ được một khúc thôi. Chết ngay, đấy rồi. Mình lấy lại cảm giác rồi anh em ơi. Mai nổi thì vừa nói xong. Tại mình đầu nhỏ nó có khả năng bứt tốc không? Bứt tốc cạt gió nhưng mà mình vẫn sợ có sàn nữ nhất. Bởi vì nó vừa hồi máu nữa cơ. Kinh vãi rồi. Người thì xanh lè. Đây rồi, xin nha. Thằng này. Hai thằng ok. Ui, bắt được mấy con này mình sẽ được nhiều điểm lắm ấy. Hero một sao thôi mà. Đây, nó sẽ leo lên đây này. Hero, hero, hero. Một phát này. Một nhát nữa, một nhát nữa. Má, nó cứ đẹp đẹp và vẫn khó chịu nữa rồi. Ok. Ok, bro. Cố lên nào. Một bé này. Ui giời ơi, mình cần chiến là top luôn anh em ơi. Hai bé luôn. Lại có gì nữa. Trời ơi. Linh phán quyết. Linh sứ giả phán quyết à. Ui. Ui. Quả thì được con đầu to nó chỉ mãn nhãn lắm anh em ạ. Ok, lên top 3 luôn này. Nhọa nhọa. Ui, sao rồi. Mày cất chi Katana cũng mạnh đấy. Mẹ để thật cái đai biết nữa chứ. Ok, cảm ơn em theo dõi nha thôi. Mình như thế là đủ chịu áp lực lắm. Mình xin phép rút lui. Bye bye. Anh em chụp đứng bên cho mình cảm nhận về phán quyết này chào. Bye bye. Cảm ơn Phú nhá.